các bạn đến với kênh 8 tin tức. Kênh của chúng tôi hôm nay có nội dung: huấn luyện viên phó U21 Malay Parai Maloney bình luận Việt Nam nhận tới 4 thẻ vàng nếu họ không tỉnh táo rất dễ nhận thẻ đỏ và cục diện dễ thay đổi vì trận đấu vẫn đang còn dài. Và tất nhiên vào phút thứ 41, hiệp 1 chỉ còn vài phút chính thức và hàng thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Malaysia. Những chú hổ không bỏ cuộc và liên tục tạo ra những đợt sóng dồn dập từ hai biên, nhận 4 thẻ vàng nhưng tuyển Việt Nam vẫn đang bọc lót cho nhau khá ổn, dù huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải nhắc nhở cầu thủ tỉnh táo hơn trong hiệp 2. Và phút 44, nguy hiểm, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có pha bay người, cú bóng xuất sắc sau cú sút của Safari Sarit. Và nếu có bầu chọn, Quang Hải chắc chắn sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất hiệp 1, xuất sắc nhất tuyển Việt Nam và của cả AFF Cup. Đây là điều không còn gì để nói. Và hiệp 2 bắt đầu là tuyển Việt Nam không có sự thay đổi người nào trong hiệp 2. Chúng ta đang dẫn 1-0 nhưng dẫn đến 4 thẻ vàng, kiểm soát bóng, tránh phạm lỗi, trở bóng sang biên đối diện sẽ nhanh là điều ta phải làm tốt. Tất nhiên hàng thủ phải tập trung tối đa. Các bạn hãy đăng ký vào kênh của tôi và nhấn vào nút thông báo. Tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất.